Bạn trả lời tôi, những người lính ở Melitopol trước về dưới lực lượng UK họ có tư tưởng tân phát xít phải không bạn? Cảm ơn. Tôi hỏi các bạn nhé, trên đời này đấy, bạn có thể bắt được tội phạm vì nó có chứng cứ. Bạn có thể bắt được con vợ mình nó ngoại tình vì các bạn có chứng cứ. Chứ tao chưa thấy thằng nào bắt được vợ có tư tưởng ngoại tình hay chồng có tư tưởng ngoại tình. Trên đời này đã gọi là cái thứ tư tưởng thì tôi hỏi các bạn làm sao mà các bạn có thể biết được? Làm sao ai mổ mổ óc ra đọc được tư tưởng của nó? Chẳng qua là các ông cứ chụp mũ cho người ta nào là tư tưởng này tư tưởng kia thì các ông cứ chụp thôi, chứ có ai biết là chụp đúng hay chụp sai. Ngoại tình ở ngoài đời thì may ra còn bắt được, chứ nó ngoại tình trong tư tưởng nhé, bắt vào mắt. Các ông này cứ bây giờ vẫn còn có ông là à, bọn Azov là bọn tư tưởng phát xít, nguyên cái câu đấy thôi nó đã khẳng định là sai. Và nếu nó tư tưởng phát xít thì chúng mày làm sao biết được bọn Azov là bọn phát xít? Thế thì các ông đưa bằng chứng. Ok, bây giờ các ông này bảo bọn Azov là bọn có tư tưởng phát xít, bố thầy không 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 thể nào giải nghĩa được cái từ tư tưởng phát xít. Bởi vì tư tưởng tức là trong đầu của nó nghĩ. Thế các ông ấy bây giờ bảo đến cái từ tư tưởng, cái tư tưởng nó rất là nguy hiểm. Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ xử thằng 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 phản động nào là cái tội tư tưởng phản động, mà phải là gì, anh có những hành động chống lại chính quyền nhân dân. Những hình ảnh video nó thể hiện, tôi nói thật các bạn, người ta đã nói rồi là gì, nghệ thuật thứ bảy chính là ánh trăng lừa dối. Anh em đã nghe câu nghệ thuật thứ bảy là ánh trăng lừa dối, biết lại nghệ thuật thứ bảy là gì không? Nghệ thuật thứ bảy chính là truyền hình này, là media này, là video này, là hình ảnh này. Không ai biết được đằng sau những tấm hình đó là gì, không ai biết được đằng sau những cái video đấy là gì. Có nhiều người đứng quay ra những cái cảnh quay video là người bị thụt xuống hố, và đây là video là chứng minh này. Đấy, xã hội thế này xã hội thế kia, mà cái mày biết cái hố đấy sao mày để cho người ta đứng, người ta thụt xuống mà mày còn đứng mày quay video? Thằng nào tội lớn hơn thằng nào? Bây giờ tôi hỏi các bạn, nếu như nó thực sự nó là thằng phát xít, nó có quay lại video tội ác của nó không? Nếu thực sự nó là những thằng tư tưởng phát xít, nó hoặc là nó có những hành động phát xít gây ra tội ác cho nhân loại, đầu óc chúng nó đủ khôn ngoan để chúng nó quay những video đấy tung lên trên mạng xã hội không? Vậy Việt Nam sao phải theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Tư tưởng ở đây nó chính là cái gì? Nó chính là cái mà Cụ Hồ chúng ta đã thể hiện suốt bao nhiêu năm qua, người ta ghi nhận và chúng ta học theo, đúng không? Chúng ta ghi nhận và chúng ta học theo tất cả những thứ mà cụ đã chứng minh trong cả một cái cuộc đời cách mạng của mình. Thế còn bây giờ các bạn nhìn thấy một cái hành động xong các bạn đổ cho cái tư tưởng nhưng nó là sai, phải để cho nó cả một cái cuộc đời, cả một cái tạo ra một kết quả nó mới có thể đúc kết lại trở thành một cái tư tưởng được, một cuốn sách truyền bá được. Nhưng đây là hành động để thể hiện tư tưởng nó là cái gì, các bạn có thấy không? Thường thường khi tư tưởng là chỉ khi mà người ta đã qua đời rồi đấy, bắt đầu mới học theo cái tư tưởng, chứ còn khi người ta sống chưa biết anh như thế nào mà để mà học. Hôm nay anh thể hiện như vậy anh lừa người ta sao, đến khi mà đến đến về già hoặc là về thời gian sau anh lừa người ta sao? Cái tư tưởng là chỉ khi người ta đã mất rồi bắt đầu mới đúc kết lại và trở thành tư tưởng. Nên Bác Hồ chúng ta khác bọn Azov, Azov nó còn ở đó, đang tồn tại ở đó, biết nó làm cái đây vì mục đích gì. Đó, câu này cũng là hơi bị hóc đấy. Ông Nguyễn Quang Thế này vào nãy giờ lựa lựa mấy câu xong bắt đầu phang là khiếp phết đấy. Vậy tư tưởng là cái gì đã khá mơ hồ, chuẩn quá mơ hồ luôn, nhưng đến khi người ta qua đời rồi thì bắt đầu mới đúc kết lại được. Trong bao nhiêu năm người ta thể hiện xuyên suốt như vậy, chỉ những cái nó xuyên suốt, nó từ trước đến sau không hề thay đổi, kiên định, cái đấy người ta mới đúc rút được. Còn tư tưởng là cái thứ rất dễ thay đổi, hôm nay thế này ngày mai thế khác, thì đấy là cái không đáng để học hỏi. Như Bác Hồ chúng ta suốt một cái cuộc đời vì nước vì dân, và cái cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện điều đó. Ngày sinh ra sống chiến đấu tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng, đến khi mất đi không tơ hào một cái gì của nhân dân, thì nó bắt đầu mới đúc kết lại là trong cái chuỗi hành động nó có một cái thứ tinh thần nó toát ra, đấy chính là cái tư tưởng của người. Cho nên là các bạn thấy không, gặp phải những thằng lở nước được cái giả đỏ đánh đỏ này, họ búa phết đấy, khéo léo phết đấy, nhưng mà may tôi cứng cựa đấy, nhưng không là cũng tắc đấy, nhưng mà may may cái may đấy đấy nó đến từ thực lực. Từ trước giờ quan điểm của tôi nó xuyên suốt, cho nên tôi áp dụng trường hợp nào nó cũng đúng, không bao giờ biết sử dụng gọi là tiêu chuẩn kép. Khi các bạn đã đúng rồi, áp dụng chỗ nào cũng đúng, bởi vì nó cũng giống như định lý, cái gì người ta đã đúc ra thành định lý rồi và áp dụng đâu nó cũng đúng. Còn nếu như nó chỉ là mệnh đề thì có thể chỗ này đúng chỗ kia sai, phải có trường hợp. Tôi chỉ hỏi những câu hỏi khách quan, mục đích của khi các bạn hỏi câu hỏi khách quan đó để làm gì? Các bạn định nèo lái người khác đi đến đâu? Những thành phần này gặp dưa leo mới tắt điện này, thành phần này gặp dưa leo nó bảo nếu như bạn tôn trọng sự hiểu biết của tôi hãy trả tiền cho sự hiểu biết đó. Tưởng anh toang rồi chứ toang sao được, anh thuộc dạng lanh ba di bộ rồi. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Quang Thế nhé. Nhưng mà tôi thấy tôi đánh giá cao chất lượng về những câu trả lời câu hỏi của bạn xoáy hiểm, mà tôi rất thích trả lời những câu hỏi đấy. Đôi lúc thì cũng cảm thấy hơi bực nhưng mà rất thích cái câu mà tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy. Mà ông nào mà không không có kiến thức vững đấy, mà ông nào mà kiểu như là xuyên tạc các kiểu là tắt cái câu đấy, đấy.
ông nào mà kiểu kiến thức kém đấy mà lại mày làm sao mà có quyền so sánh Azov với lại Chủ tịch Hồ Chí Minh được, kiểu kiểu dạng ấy, nói thật. Nhưng mà phải nói là mình cũng 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 láo cá hoạt bát thì hôm nay mới đỡ được câu đấy, chiêu đấy tôi nói thật tôi đánh giá cao bạn Nguyễn Quang Thế, điểm trúng điểm, may mình đang ba dị bộ tốt chứ chưa, xong lại kèm theo bát minh thần công nữa, chạy mà chẳng may bị túm là ông lại dở bát minh thần công mày đỡ vào mắt, chạy truyền tốt đấy, may mình bắt được bài ấy. Quả tiki taka, nhưng gặp phải Mourinho thì cũng tắt điện.